Em xin chân thành cảm ơn anh cư ở như xóm 1 Mỹ Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nhé. Anh cư ở tạp hóa Cô Lai đã ủng hộ em cái sản phẩm này này. Thì em có hẹn anh cư là 1 giờ em sẽ chuyển cái cây tới. Thì đây bây giờ sẵn em với chú lấy luôn. Chú cây đây đi. Mình giờ đó giờ bấm xẻ rồi giờ cái nuôi gì không? Không, để họ lấy chậu luôn á. Rồi bây giờ thì hai chú cháu đã bắt đầu nha, chở cái cây lên. Rồi đi chú. Một con bè bắt đầu bỏ con bè tới. Bây giờ thì thời tiết đang buổi trưa này cả nhà này, nhưng mà hai chú cháu vẫn tiếp tục cho cái công việc của mình nha. Ở đây sẵn đây review cho cả nhà xem cái lô mai này. Đó. Để cả nhà xem này, đây là mai của chú này nha. Em bây giờ thời điểm bây giờ là đang buổi trưa cả nhà. Bây giờ là đang gần 12 giờ trưa đấy. Thì em đang đi trả đơn cho một khách hàng ở như xã Phước Sơn. Xóm 1 xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đó. Đó là anh có tên là anh cư tạp hóa Cô Lai á. Thì có ủng hộ em mấy cái sản phẩm, ba cái sản phẩm, trong đó hai sản phẩm mai lùm này và một cái sản phẩm giang bay. Thì bây giờ em với nhà vườn sẽ tiến hành đi chọn cây này cả nhà này. Em khách hàng ủy quyền cho em được chọn cây để cho khách, thì em cũng chọn cái sản phẩm nào nó đẹp. Càng tin tưởng em lại càng làm là sao một cách thật là chu đáo nhất để cho khách hàng nha. Đây cả nhà, đây thì em coi thử. Cái sản phẩm nào được thì cả nhà. Phẩm nào được chút. Cái này được không ta? Đây em với nhà vườn thì đang tiến hành nha. Đây tiến hành để lựa một cái sản phẩm đẹp cho khách hàng. Đây em ơi, cây này này em. Đây em thấy cây này là tương đối ok nha cả nhà. Cây này là tương đối ok thì em bỏ lên xe. Để nhờ em bỏ lên xe đảm bảo là cái chi tàn nó tương đối đều đây cả nhà này. Đó. Cái cây đây là cả nhà. Đấy, em cho cây đây lên, em đẩy lên cho anh. Một cây là bên kia, một cái lấy bên kia nha, một cây bên này. Rồi ok, đẩy cây đó lên thôi, một cây thôi, một cây đó lên rồi sang bên kia mình lấy cây nữa. Đây cả nhà, thì sau ấy thì đã chọn được một sản phẩm rồi. Bây giờ em còn một cái sản phẩm nữa thì em sẽ chọn ở bên kia nha cả nhà. Ở đây thì sẵn em đang review cái lô này. Còn cái lô siêu bông của em đã có video quay cho cô chú anh chị và các bạn rồi. Em đã có video cái lô siêu bông này. Bây giờ thì nó đã hết bông rồi. Đây có ghép từ cây con cái lô này thì gọi là siêu bông, bông to và siêu bông rồi cả nhà. Đây thì đang có mặt đây. Ở đây nhà vườn có cái lô giáng bay đây cả nhà này. Giáng bay này. Đây là toàn là cúc nha. Cúc ghép thay thân nha cả nhà. Cúc ghép thay thân nha. Để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiện theo dõi nha. Thì đối với nhà vườn đây thì đó có những cái sản phẩm mà đang thường trực tại nhà vườn nha, và luôn bán gọi là nhà vườn là bán quanh năm mà cả nhà. Bây giờ cái đây là cái lô giáng bay này cả nhà này, cái lô giáng bay này đó, đây giáng bay này. Đấy, em cũng quay sơ sơ thôi vài cái thôi nha cả nhà, sơ sơ thôi. Đây cũng giáng bay này cả nhà này, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiện theo dõi nhá. Còn đây là giáng trực này cả nhà này, đây giáng trực nha. Thì cô chú anh chị nào, các bạn nào có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nhé. Để chúng ta sở hữu các sản phẩm mai đẹp của thị xã An Nhơn, thì mình định sang bên kia em, sang vườn bên kia. Đó, bây giờ đến em sang vườn khác em lấy cây nữa nha. Rồi bây giờ em lại tiếp tục cùng với nhà vườn đi chọn cho anh cư thêm một cái sản phẩm nữa nha. Thì em cố gắng em lựa. Em cứ đứng đó này, khi nào anh lựa rồi cho anh cư ở nhà xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định đấy. Thì em check trên bản đồ thì anh cư cách cái vị trí mua mai của em này khoảng 15 cây số cả nhà. Nó cũng thuộc là huyện Tuy Phước, thì Bình Định là cũng gần thôi chứ không có xa. Và anh cũng tin tưởng là ủng hộ qua cái sản phẩm, qua cái kênh của em. Đó. Thì em anh cư thì anh ủy quyền cho em chọn luôn nha. Anh cư thì anh bảo là em cứ chọn cho anh những cây đẹp đẹp.
thì em cũng cố gắng làm sao đó để chọn cho anh Cư một cái cây, cái cây đẹp để anh về anh chăm sóc và anh chơi nhé. Đây nha cả nhà, thì em cũng đang đi lựa để em chọn cây đẹp. Đây em thấy cái cây này được rồi, đây cái cây này tàn tiếc được này. Em ơi vào đây. Đây nha cả nhà, đây này cái cây này này cả nhà này. Đó, đây là cây đẹp nha cả nhà. Đó, thì em cây là tàn đã đều này, thì em với nhà vườn sẽ lấy cái cây này. Thì bây giờ lá nó già thì nó phải xanh rồi cả nhà, còn khi nó búng đọt thì nó đỏ nha cả nhà. Đây đó cây đó đã đúng rồi. Đây nha, tàn đều nha cả nhà. Từ từ chờ anh chút coi cây nào nó hơn cây đó một chút thôi nha. Cây thấy nó ốm bên rồi. Để em lựa nha, em lựa cho anh chút nha. Để anh chút coi cái cây nào nó ok hơn chút không. Cái cây này nó ốm mần bên. Chờ anh chút nha em. Thông cảm đứng đó anh chút. Đây. Đây em cây này thì cũng được nha. Cây này thì cũng được mà có điều là em thấy nó xa nó mất mần bên chi. Em đi lựa thêm một chút đây, coi có cây nào nó vượt trội hơn chút này để cho anh Cư nhé. Ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đó. Khách hàng đã tin tưởng nên mình làm hết trách nhiệm nhé, bằng tất cả những gì có thể để em làm cho khách hàng những cái cây đẹp. Ở đây em tôi cây đây, cái cây này có mặt bông, không mặt bông nhưng mà nó bị đây có mặt bông này, đây có mặt bông từ nha. Cái cây đó cũng đẹp ở trên. Đây cả nhà, em đang cố gắng đi tìm nha cả nhà, em đang cố gắng đi lựa một cái cây cho nó thiệt đẹp để cho anh Cư Phước Sơn đó. Thì sau một hồi đi tìm kiếm thì vẫn thấy không có cây nào mà nó có yêu thế hơn cái cây đó đâu cả nhà. Thì đó, thì chắc có lẽ lấy cây đó rồi ạ. Sau một hồi tìm kiếm, để coi thử nhà cái cây này nó đây nha, thì cả nhà cũng thấy là để đi lựa được một cái cây mai nó không vô cùng khó khăn nha. Em đứng bóng mát đi, em đứng bóng mát đi, chứ không để rồi nó đen ra thì nó mệt, nó ông bà đổ thừa cho chú nè. Cả nhà thấy một cái hành trình mà đi lựa một cái cây không phải đơn giản chút nào nha cả nhà. Lựa một cái cây mai đẹp là rất là khó nha, chứ không phải dễ đâu cả nhà. Em cũng cố gắng làm bằng hết cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với khách hàng nha. Để lựa cho khách hàng những cây mai mà em thấy là ưng ý nhất nha cả nhà, để khách hàng về chúng ta chơi. Coi thử nào. Cây kia thì em thấy cũng được rồi, nhưng mà điều của nó đã bị ốm mần bên. Ốm mần bên nha. Em thấy nó như vậy thì nó nở mà đưa cho khách. Cái này, cái cây đây có lẽ được hơn là cả nhà này. Cây này được hơn. Đi xuống đèn dòng nó không được rồi, lấy cây đây đi. Cây này sẽ được hơn. Em ơi, cứ bình tĩnh nha cả nhà, cứ bình tĩnh, mình đi lựa cây mai đẹp mà, cho nên là cái gì nó cũng phải có cái thời gian đó cả nhà, chứ không phải là mình vô một cái là mình lựa được mai đẹp đâu cả nhà. Ở nhiều khi đi qua rồi, đi qua mà không thấy, mình đi lại mình lại thấy sao?
Đó, cho nên đó là một trong những cái điều mà cố gắng làm sao để có những cái cây mai đẹp cho khách hàng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Đó. Số cây giáng bay này cả nhà này, cây bay này, giáng bay này cả nhà này, giáng bay đỏ đỏ nha, đó, giáng bay đó. Đó. Thấy em vô trong một cái lô mai rất là nhiều như thế này mà đi tìm một cây cho khách thì cũng khó khăn nha cả nhà. Chứ đâu phải đơn giản đâu cả nhà, không hề đơn giản một chút nào nha. Ta có được một cái cây mai mà chúng ta chơi là không hề đơn giản một chút nào nha. Đó. Đây, chắc lấy cây này rồi ạ. Em ơi, đây chắc là lấy cây này nè cả nhà. Cây em chọn sẽ là cây này nha. Đó, để cho cô chú anh chị và các bạn cho thấy. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. À cả nhà. À, thì sau một hồi thì em đã quyết định chọn cái cây này. Đổi cây kia nhé. Cái cây mà em chọn là cây này đây. Rồi em bỏ cây nó lại để lấy cái đây cho anh chút. Đây, cả nhà xem đó. Thì em nói với cả nhà là để chọn là một cây mai như ý, không phải đơn giản một chút nào. Để cho cô chú anh chị và các bạn có thông cảm nhé. Cô trong một nhà vườn mà rất là nhiều mai như thế này mà để chọn lựa lấy một cây đẹp thì rất khó như cả nhà, nhưng không phải dễ đâu. Cho nên là nhiều lúc cả nhà cũng hết sức thông cảm cho em nha. Rồi, thục quyết định cây đây. Đây này, đây này. Đây này, đây đây đây, cây đây này, đây này. Đó, đây. Ok. Rồi cây đó đem lên được rồi ạ. Bê được không? Chai 17 mà gì cây đây không bê được. Không đó. À, một người em con có chủ nhà vườn này cả nhà. Rất là khỏe nha. Em đang với độ tuổi thanh niên mà khỏe mạnh á. Rồi mình đi sang bên kia để buộc. Đó thì bây giờ em trên cái ấy thì em cũng review cho cô chú anh chị các bạn cái lô mai còn rất là nhiều nha. Nhưng để chúng ta chọn là một cây mai mà để cho nó một cây mai mà ưng ý là một trong những vấn đề lắm nha cả nhà. Đó, trong khi là lô mai này cả nhà xem này. Mai này có đây đấy cả nhà. Biết là em quay như thế này có rung lắm hay không nha cả nhà, thông cảm nha. Vì em cầm tay em quay đó. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Em xin phép được khép lại cái video ở đây. Khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Cảm ơn anh Cư đã ủng hộ em ba cái sản phẩm mai này nha. Em sẽ chở tới tận nhà anh để giao, vì anh cách đây có 15 cây số thôi cả nhà. Cũng nằm ở tỉnh Bình Định đây. Đấy. Kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.